Với những ai đang sở hữu một chiếc xe hơi, ngoài tiêu chí an toàn và chất lượng, thì hẳn mọi khách hàng đều mong muốn chiếc xe của mình luôn trông như mới, giữ được lớp sơn long lanh và không bị chảy xước. Dưới sự tác động của thời tiết và môi trường bên ngoài như đất đá, mưa gió, thì theo năm tháng, lớp sơn trên xế hộp của bạn sẽ không còn được tươi mới như ban đầu, mà bị oxy hóa và mang trên mình những vết chảy xước gây mất thẩm mỹ. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công nghệ giúp phục hồi và bảo vệ cho lớp sơn của xe, trong đó điển hình là công nghệ sơn gốm của Ceramic Pro mới có mặt tại thị trường Việt Nam và nổi bật với đặc tính chống chảy xước, chống bám nước và tự làm sạch, chống oxy hóa và độ bền cao. Trong chuyên mục tư vấn ngày hôm nay, Xe Hay sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về công nghệ này. Thực tế, đây là chiếc xe còn rất mới. Tuy nhiên, trên bề mặt sơn của chiếc xe vẫn không tránh khỏi những vết xước, những vết bẩn bởi tác động của hóa học, cơ học trong quá trình sử dụng. Việc đầu tiên chúng tôi sẽ làm chiếc xe này là làm sạch các vết bẩn hóa học, sau đó đánh bóng phục hồi lại bề mặt nhẵn bóng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ phủ lên đó 10 lớp Ceramic Pro 9H và Ceramic Pro Light. Để nắm rõ hơn về công nghệ này, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các công đoạn để có được một chiếc xe với lớp bảo vệ tuyệt đối. Bước 1. Sau khi được mang đi rửa, xe sẽ được vệ sinh lại bằng đất sét để loại bỏ hoàn toàn những bụi bẩn và những chất bám dính trên bề mặt để đảm bảo sẽ không còn những vết bẩn, những vết bụi hoặc những chất kết dính vào thân xe như nhựa cây. Sau khi được rửa sạch, xe sẽ nhìn rõ các vết xước để bắt đầu tìm phương án phục hồi. Đối với xe nào bị xước sâu và không phục hồi được trên xe, khách hàng có thể thương lượng và phục hồi ngay tại xưởng. Trước khi bắt đầu phục hồi những vết xước, xe sẽ được che kính và những phần ốp nhựa để tránh việc dính những hóa chất không phù hợp đến chất liệu trong quá trình phục hồi và sơn bảo vệ. Bước 2. Dùng hóa chất Ceramic Pro Nanopolis đánh đều quanh thân xe. Hóa chất này có tác dụng loại bỏ những vết xước nhỏ và xước xoáy, gia tăng hiệu ứng sáng bóng, đồng thời chuẩn bị cho bề mặt các lớp phủ bảo vệ, giúp công đoạn phủ được hoàn thiện tốt nhất. Thời gian khắc phục vết xước tùy thuộc vào tình trạng chảy xước của xe, trung bình công đoạn này sẽ mất khoảng nửa ngày để hoàn thành. Bước 3. Xe sẽ được đưa vào phòng sơn để thực hiện quy trình bảo vệ sơn thân xe bằng lớp Ceramic Pro 9H là lớp bảo vệ sơn vĩnh viễn. Khi sơn xong một vùng, sẽ phải dùng khăn lau thật đều trên bề mặt đó để sơn có thể đều nhất và không bị lỗi bề mặt. Vì thế, công đoạn lau sau khi sơn diễn ra 3 lần. Cấu trúc độc đáo của 9H cho phép xe có thể phủ nhiều lớp. Lớp phủ càng nhiều thì có độ bền càng cao và từ đó thời gian cũng sẽ lâu hơn. Sau cùng là khôi phục màu trên thân xe và hiệu ứng màu bóng đậm bằng công nghệ Ceramic Pro Light. Bước 4. Sau khi phủ xong các lớp bảo vệ, xe sẽ được sấy với nhiệt độ cao trong phòng sơn trong vòng 1 tiếng để lớp sơn khô và liên kết hơn. Vậy là chúng tôi đã hoàn thành việc phủ 10 lớp Ceramic Pro 9H và Ceramic Pro Light với chiếc xe. Cũng như vậy, tất cả các bề mặt của xe cũng được phủ các sản phẩm của Ceramic Pro. Bây giờ, các bạn có thể chiêm ngưỡng thành quả làm việc của chúng tôi và cảm nhận. Cuối cùng, chúng ta có một chiếc xe hoàn hảo và lớp áo giáp đặc biệt. Lưu ý, trong vòng 7 đến 10 ngày sau khi thực hiện phủ bảo vệ xe tại Ceramic Pro, khách hàng không nên để xe tiếp xúc với nước hoặc rửa xe trà sát để đảm bảo lớp phủ Ceramic kết dính bền hơn trên xe. Ngoài ra, Ceramic Pro là một lớp phủ nano gốm, hình thành liên kết bám dính vĩnh viễn cho sơn và chỉ có thể được loại bỏ thông qua sự mài mòn bằng máy. Không hóa chất nào có thể hòa tan các lớp phủ, vì thế khách hàng không cần lo lắng quá nhiều về duy trì lớp bảo vệ. Sản phẩm hiện đang được phân phối tại showroom Ceramic Pro Việt Nam.